Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Nhau Review. Hôm nay Nhau Review giới thiệu đến với các bạn module GPS Neo 7M. Đây các bạn thấy trên tay mình là module GPS. Thì module của chúng ta sử dụng chuẩn kết nối UART. Các bạn có thể thấy ở đây chúng ta có chân VCC, chân RX, chân TX và chân GND. Thì chúng ta sẽ cấp nguồn 5V vào chân VCC và chân GND. Chân RX trên module chúng ta sẽ đấu với chân TX của vi điều khiển. Chân TX thì chúng ta sẽ đấu với chân RX. Ở đây thì chúng ta có hai đèn báo, các bạn có thể thấy đèn đỏ này chúng ta là báo nguồn, còn đèn xanh này sử dụng để báo trạng thái GPS. Thì khi mà thiết bị của chúng ta dò được GPS thì nó sẽ có đèn xanh chớp tắt như này. Đây, ở đây thì mặc định thì module nhà sản xuất cấp cho chúng ta một cái anten như thế này. Đây các bạn có thể cắm vào đây. Ở chỗ mình thì sóng GPS hơi kém cho nên là mình đã sử dụng một bộ anten kéo dài. Thì sau đây mình sẽ kết nối module GPS này thông qua một USB to TTL FT232 để truyền tín hiệu GPS lên máy tính. Ở đây thì mình sẽ tiến hành bật monitor. Đây các bạn chọn đúng cổng com kết nối với USB to com của chúng ta. Đây, baud rate là 9600 thì mình sẽ tiến hành mở cổng com này lên. Đây thì các bạn có thể thấy. Ở đây chúng ta sẽ có một số cái thông số mà module trả về chúng ta. Ví dụ đây các bạn có thể quan sát. Ở đây là kinh độ, đây là vĩ độ. Đấy. Thì các bạn có thể copy hai cái giá trị này đưa vào Google Map. Đấy thì module sẽ Google Map sẽ tìm chúng ta vị trí. Sau đây thì mình sẽ kết nối module GPS Neo 7M này với Arduino. Thì các bạn thể thấy ở đây mình cấp nguồn 5V. Ở đây mình sử dụng thư viện để tạo cổng com ảo, mình tạo cổng com bên cổng trên chân 23. Đây sau mình kết nối. Thì phần code ở trên Arduino thì ở đây mình sử dụng thư viện software CDR. Đây một bộ thư viện dành cho GPS Neo 7M. Ở đây các bạn lưu ý cho mình là chúng ta sẽ sửa baud rate ở đây thành 9600. Sau các bạn nạp xuống. Sau khi nạp code xong thì các bạn bật monitor lên. Chỉnh tốc độ baud thành 14520. Đây thì các bạn có thể thấy module sẽ trả về cho chúng ta các thông số như là kinh độ, vĩ độ, thời gian hiện tại ở vị trí của chúng ta. Ở đây chúng ta có cả độ cao so với mực nước biển. Đây các bạn, đây. Rồi những cái thông số này thì mình cũng chưa rõ. Ở đây thì có một cái thông số đấy là khoảng cách từ vị trí của chúng ta đến, cụ thể đây là đến London. Ở đây thì các bạn có thể chỉnh lại cái thông số này bằng cách thay đổi cái khai báo ở đây. Đây các bạn thấy ở đây đang khai báo là kinh độ và vĩ độ của London. Thì các bạn có thể thay thành một vị trí bất kỳ bằng cách là lên Google Map. Đấy, tìm vị trí đấy, tìm ra kinh độ, vĩ độ của vị trí và thay vào đây. Thì module sẽ tự động đo khoảng cách từ vị trí của chúng ta đến cái vị trí mà các bạn đặt. Với module GPS Neo 7M này các bạn có thể sử dụng để đo khoảng cách, định vị vị trí của một thiết bị. Hoặc là cao hơn nữa thì các bạn có thể sử dụng nó để đo vận tốc dựa vào GPS. Video giới thiệu về module GPS Neo 7M của nhóm Review đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.